cảm giác vừa ăn mà vừa bị trôi nổi trên sông như thế này thì rất là đã luôn, quá tuyệt vời. Hai, chào mọi người. Ngày mới em xin kính chào hết tất cả mọi người nha. Hiện tại thì em đang có mặt trên một cái hòn đảo hoang. Hôm nay em đến đây để làm một cái siêu thử thách nha mọi người. Đấy, phía sau lưng em là một cái trò chơi thư giãn, giải trí. Nhưng mà nó sẽ quyết định số phận cho em sẽ đi về đâu nha. Đây nè, biển này. Một khung là biển, còn một khung là đảo, một khung sẽ là rừng, còn cái ô trống này sẽ là tự chọn nha mọi người. Đây có bốn ô, ở ngoài này không có cái gì để mà vẽ hết, cho nên em lấy mấy cục xốp này em vẽ nó hơi mờ tí. Bây giờ em sẽ quay thử, nếu như mà quay mà cái tâm này nó vô cái ô nào á thì hôm nay em sẽ thực hiện thử thách theo cái ô đó nha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái tâm từ ngay chỗ ô tự chọn nha mọi người. Quay à, không biết mình sẽ về đâu đây. À, đây rồi. Biển nha mọi người. Đó. Xong. Vậy thì hôm nay em sẽ lên đên trên biển nha. Trong cái chuyến thử thách lần này á thì em có mang theo một chai nước nhỏ nhỏ nha mọi người. Vì trời nắng quá. Nếu mà có tạo nước á thì cũng tạo để hỗ trợ thêm thôi. Chứ trời đây mà đi tạo nước để dùng thì chắc chắn là không đủ rồi mọi người. Và một cái gương lặn và thanh đánh lửa với lại dụng cụ hỗ trợ thiết bị máy quay. Với lại đồ bận nè, đèn pin và một con dao. Với lại một hũ muối chấm nữa nha mọi người. Rồi, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ em xin mời hết tất cả mọi người cùng theo em để đi nhặt những dụng cụ cần thiết để mình làm đủ một cái bè trôi nổi trên biển nha. Hôm nay sẽ dùng rác thải để mà chế tạo một cái bè nha mọi người. Cần phải lượm mấy thùng xốp này thật là nhiều thì mới trôi nổi trên sông được nha. À, ở đây có một cái phao xốp rất là lớn. Đây ngon rồi. Xốp này chắc là nổi rất là mạnh đây. Ngon. Đây mọi người. Em có gom được hết một núi luôn mọi người, một núi rác thải luôn. Để mà làm được cái bè thì cần rất là nhiều. Tạm thời thì em gom được bao nhiêu đây rồi. Trời thì quá là nắng. Bây giờ em sẽ bắt đầu làm cái khung bè trước. Rồi nó thiếu tới đâu thì em sẽ đi nhặt thêm nha. Thank you.
Thì hiện tại cái bè của em cũng đã làm xong rồi nha mọi người. Lót một tấm nệm, với lại nãy nhặt được một tấm ván ép rất là láng luôn. Đây, quá tuyệt vời. Vậy là đã hoàn thành xong một cái bè rồi nha mọi người. Bây giờ thì trời cũng đứng bóng rồi, nên bây giờ em sẽ đi kiếm cái gì đó ăn tạm một cái, rồi sau đó em về em làm một cái lều nha, cái lều ở trên cái bè đó. Khi mà làm xong cái lều rồi đó thì em sẽ vô kéo củi, soạn đồ của mình ra hết ở ngoài bè nha. Và lúc đó em sẽ không vào bờ nữa, sẽ sống ăn uống gì đốt lửa ở trên lều hết luôn nha mọi người. Trước tiên thì em sẽ nhóm một bếp lửa ở đây nha, để xíu nữa mình đi săn bắt về có nướng hoặc là cái mấy cái lon mình luộc nha. Làm xong cái bè thì quá là trễ luôn, cái bè làm rất là lâu luôn nha mọi người, chứ không phải như cất cái lều bình thường đâu. Giờ lỡ quay vào trong ô biển rồi mình phải thực hiện thôi. Lửa thì em vừa mới đánh cháy rồi nha cả nhà. Bây giờ em xin mời cả nhà cùng theo chân em thì xuống dưới đáy biển này để xem thử ở đây có các loại hải sản như thế nào nha. Đây rất là ít đồ, chắc là bây giờ em phải lên em ăn tạm nha mọi người. À, đói bụng quá, lặn không nói nữa. Đây, em lặn được hết tất cả là bao nhiêu đây? Hồi hương với lại trồng thánh giá nè,
được một con nhum siêu to. Lửa thì đang rất là cháy. Bây giờ em sẽ làm sạch lại rồi bỏ lên nướng nha. Bây giờ chỉ còn chờ cho nó chín nữa thôi nha. Wow, khói quá. Chín chưa? Wow, nóng. Chín rồi mọi người. Đã quá lộn luôn. Wow, nóng dữ. Chắc quá, trồng thánh giá. Đây, mời cả nhà nha. Quá ngon. Một con. Hai con. Để xem thử chín chưa nha. Có rồi. Chưa chín lắm. Mà sao cái con này thì to, mà cái ruột có tí xíu. Bỏ lại. Còn chưa? Rồi, thế là đã chín hơn một nửa rồi nha mọi người. Đây, còn lại bao nhiêu đây nữa. Thì bây giờ em sẽ dùng trước nha, đói bụng quá. Dùng xong rồi còn phải ra làm liều để kịp tối nay dọn đồ ra nữa nha mọi người. Và làm trước con hồi hương đi. Quá chắc luôn. Đây, em mời cả nhà mình cùng dùng con hồi hương nha. Ngọt mà thơm ghê ạ. Đã quá. Nhum gì mà nó ốp nè, còn tí xíu gạch à, ăn thử coi, gọi một phát là hết luôn á mọi người. Rồi cả nhà ăn thử miếng nhum đen nha. Gạch nhum mà nó cũng dài nữa. Nói chung là cũng ngon á. Nếu mà dùng này mà ở nhà vô thêm một ít gia vị nữa là ok. Ồ, trồng thánh giá chắc quá mọi người. Ở cái đảo này thì em thấy là rất là nhiều trồng. Lựa mấy con trồng trồng để em bắt thôi chứ không có bắt mấy con nhỏ nhỏ uống. À,
nói gì. Không biết tối này có gió không? Ở ngoài bè mà tối mà gió cái là lộn củi xuống nước luôn á mọi người. Mời cả nhà nha. Đây, cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành rồi. Cũng rất là ổn luôn nha. Wow, cứng thiệt. Ngon. Còn là hàng lợm không thôi. Nhưng mà rất là ổn. Bây giờ em sẽ vào trong đảo để mà gom thật là nhiều củi nha. Và lấy mấy cái đồ dụng cụ của mình, đem hết tất cả ra ngoài bè. Rồi sau đó sẽ dắt cái bè ra ngoài khơi kia để mà mình lên đên giữa biển nha mọi người. Xem thử cảm giác như thế nào đây. Rồi, em đã dắt cái bè ra ngoài khơi rồi. Bây giờ đi kiếm thêm một ít củi. Là em sẽ ra đó em ở tới mai tới mốt gì đó luôn không biết. Đến khi nào cảm thấy chịu hết nổi rồi em sẽ bơi vô bờ nha. Đây, em đã gom được một mớ củi nha mọi người. Để trữ cho hết cái chuyến đi này là em sẽ không có vô bờ nữa nha. Đây, em đã dời lửa ra đốt ở trên cái tấm ván này luôn. Em lấy cát em bỏ ở dưới cho nó khỏi cháy nha. Tuyệt vời. Rất là ổn luôn mọi người. Đây sẽ là cái gối. Che lại hết rồi, rất là kín luôn.
Bây giờ thì mặt trời cũng đã sắp lặn rồi. Chờ trời tối thì mọi người cùng em đi săn bắt đêm để mà lên kiếm gì đó mình ăn nha. Làm xong cái bè này thì rất là đuối luôn. Bởi vì cái bè này làm tốn rất là nhiều dụng cụ và rất là nhiều công sức ở trong cái bè này. Nó mới được hoàn thiện chứ không phải dễ cất như ở trong đất liền đó nha mọi người. Cuối cùng thì trời nó cũng đã quáng sẫm rồi nha mọi người. Chắc là bây giờ cũng đã đến giờ để mình đi săn bắt hải sản đêm nha. Rồi, bây giờ em mời hết tất cả mọi người cùng đi tham quan một vòng cảnh săn bắt đêm trên cái hòn đảo này cùng với em nha. Cái vợt gì có ai mới ghê, mới làm rớt hay sao ạ? Con mày có làm nhá hay làm lấy làm cái chĩa được? Đây thì đi săn bắt đêm cũng chẳng có cái gì hết mọi người, chỉ được bao nhiêu đây thôi, còn là ốc mặt trăng khá là nhiều, với lại được một con bào ngư nữa nè mọi người. Wow, quá đã luôn. Bào ngư này cái lúc đầu em nhận diện không ra nó luôn mọi người,
hình thù lạ quá, không biết là cái loại gì đây. Đây nè, quá trời là cục thịt luôn, quá đã. Em có lặn, em nhặt được mấy cái lon để về luộc ốc nha. Rồi bây giờ sẽ bỏ ốc vào luôn. Bỏ vào được 2 lon. Còn bào ngư này chắc nước ngọi ở hoài nha mọi người. Bỏ lên luôn. Ngoài biển mà có cái gì thì dùng thí cái đó. Em đang gỡ mấy cái ruột ốc để mà xiên que với lại bào ngư mực nữa nè. Chiều thì có vớt mấy cái cây xiên que này mà để ra có xiên cá nướng, nhưng mà tối đâm không có được con cá nào hết mọi người, do cái dao khó đâm quá, đâm nó chạy hết trơn. À nóng. Bữa nay ăn hải sản nướng mọi không chấm muối luôn nha, vì bỏ quên muối, bỏ quên muối trong bờ nước thì rất là lớn, không có vô bờ để mà lấy được đâu. Bây giờ thì thật sự rất là đói rồi mọi người, trễ lắm rồi. Thôi được cái gì thì mình dùng trước cái đó nha. Đây lại là trồng thanh giá chứ không có gì khác nha mọi người. Mời cả nhà mình ăn con trồng nha. Wow. Ốc mặt trăng ở đây còn rất là to. Quá. Mời cả nhà ăn con ốc mặt trăng nha. Nó dai dai, nó giòn giòn. Dạ. Nước mọi mà cũng thơm quá mọi người. Mật nha, mật lá nhỏ xíu à, lợm luôn. Mời cả nhà mình ăn một miếng mật lá nướng thử nha. Nóng. Ngọt ghê luôn mọi người. Thử con bà ngư coi tại sao mà nó lại đắt giá như vậy. Anh nhìn cục thịt nó đã ghê mọi người. Mời cả nhà nha ăn con bà ngư này.
dai dai, nó mềm mềm, ngọt. Hèn gì nó đắt giá là đúng rồi. Còn đây là ốc mặt trăng và ốc nón. Đồ nướng lúc nào ăn cũng ngon hết mọi người. Quá đã luôn. Ăn xong rồi thì mình làm gì đây cả nhà? Đi ngủ thôi. Quá là trễ rồi. Thoải mái quá. Không biết tối nay cảm giác sẽ như thế nào đây. Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Tối vừa ngủ rất là lạnh luôn, phải trực dậy để mà đốt lửa hồi luôn. Gần khuya thì mới được ngủ ngon. Nhưng mà ngủ xong á thì sáng thức dậy thì thấy cái bè nó bị cạn. Nó bị cạn như thế này nè. Ô, cạn hết luôn. Do nó bỏ ngược gió lại á, nó trôi vô này, chứ sợi dây thì em còn móc ở ngoài kia kìa. Nắng thì cũng đã lên rồi, bây giờ em sẽ bơi ra ngoài xa đây để mà đi lặn tiếp nha. Em có lặn lên hết được mấy sò mai rồi mọi người, với lại 2-3 con trồng thánh giá gì vậy. Lặn ở đây ít đồ lắm. Em thì vừa mới tháo cái sợi dây neo ra, nên cái bè bây giờ sẽ cho nó trôi đi luôn nha. Nó trôi về đâu thì nó trôi. Tôi trôi vừa ăn luôn nha mọi người. Cảm giác này chắc là nó phê lắm đây. Đây, em đã bỏ lên nướng hết rồi. Chắc cũng sắp chín rồi ạ. Nó trôi rất là xa luôn. Tất cả
đều đã chín hết rồi. Nhìn ngon quá, chỉ được bao nhiêu đây thôi thì cứ dùng tạm đi. Coi vậy chứ toàn đồ chất lượng không á mọi người. Đây nữa nè. Đói bụng quá. Con trai nè. Đây, mời tất cả mọi người cùng ăn con sò ngọc trai nha. Nhỏ mà nó ngọt ghê luôn. Cảm giác vừa ăn mà vừa bị trôi nổi trên sông như thế này thì rất là đã luôn. Quá tuyệt vời. Đây, mời cả nhà mình cùng trồng thánh giá nha. Trồng giá mùa này chắc lắm. Quá là đã. Trầu mai. Còi của sò mai siêu bự luôn con này. Đã quá vậy. Thôi mời cả nhà mình nha ăn miếng còi mai nè. Nó dài dài mà nó ngọt ghê. Nào con nấy bự bự không à. Quá đã. Mát quá mọi người ơi. Nóng. Sò đeo đá. Mời cả nhà nha. Sò này thì vừa dai vừa giòn luôn mà còn rất là thơm nữa. Có con sò bự nè. Đã không cả nhà? Thôi, em mời cả nhà ăn sò nữa nha. Dài dã man luôn. Hiện tại thì củi cũng đã hết, nước thì cũng đã cạn kiệt rồi mọi người. Chắc là em xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người. Bây giờ thì cũng 11-12 giờ trưa rồi. Chuyến siêu thử thách của em phải dừng lại ở đây nha. Em xin chân thành cảm ơn đến hết tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ em hết video này nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha. Bye bye mọi người.